Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slam. Hiện tại thì cái nữ đại hiệp gần nhà mình kìa, vẫn chưa đi nữa. Khoái mình hay sao rồi? Không, mình vô nhà đây. Để mình làm một số chuyện trước rồi sau đó tiếp chuyện với nữ đại hiệp đó sao? Hôm qua đúng kiểu người già quê luôn, có cái công thức hơi mà mình nhìn cũng nhầm nữa hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ khắc phục lỗi lầm mới được. Chứ không thôi là hôm qua có kiếm để đấu với nữ đại hiệp kia rồi. Mình sẽ tìm thêm que nè. Rồi, công thức người ta là vàng để sát ở dưới, mình đặt ở giữa, làm sao mà chế được. Người nhà quê chế đồ nó vậy đó. Đây, lần này thì không có sai nữa đâu. Lần này làm hơi bị chuẩn nha. Thử coi. Đó, lần này là một phát một là được luôn nè. Vậy thì hôm nay katana phải ở nhà rồi. À mà không, mình cũng sẽ mang theo đây. Ví dụ mà gãy cây kiếm mới thì mình còn cây kiếm để dự trù ha. Hợp lý. Rồi, sắt dư để nha. Xong, bây giờ mình sẽ có nên ra ngoài tiếp chiều với nữ đại hiệp kia không ta? Tại vì nữ đại hiệp đó tới 300 mấy máu lận. Mình đánh nhau với nữ đại hiệp đó chắc chắn là 99,99% là mình ngủm củ tỏi rồi. Nhưng mà mình sẽ có cách. Nó hơi nó hơi kỳ một xíu nhưng mà mình mong là có thể dùng được ha. Ôi ôi, để mình dùng qua đây cho nó chính xác. Đó, mình sẽ gắn thêm một cái kỹ năng là còn kỹ năng nào mà gây được nhiều sát thương không ta? Waterblade thì không có nhiều sát thương lắm. À, mình có biết rồi. Mình sẽ gắn kỹ năng Serverer vô. Kỹ năng này tấn công tầm xa được nè. Đấy, mình sẽ kết hợp vừa hơi thở tê liệt và vừa Serverer để đánh nhau với nữ đại hiệp này ha. Nhìn kiếm nó là mình thấy là mình mình thua rồi đó, nhưng mà không sao. Thử nào. Ú, kỹ năng Serverer mình không suy nhê. Ê, mà để mình làm cái khiên mới cái đã. Nhìn cái khiên mình thì mình thấy hơi toan rồi, nó còn có một độ bền thôi. Mình sẽ làm một cái khiên hoàn toàn mới luôn. Lấy gỗ ra, làm cái khiên mới. Đây, khiên mới toan. Rồi, làm thêm vài ổ bánh mì. Xíu bị quýnh còn có cái mà ăn nữa. Rồi, vô chiến thôi. Mình không biết là mình đánh lại hay không nữa. Thử nha, thử một cái, dù mà không lại là chuồn liền. Không biết có cơ hội chuồn hay không nữa. À, thì ra mày chọn cái chết. Ok, mạnh quá à. Chắc chắn là đánh không lại rồi. Vậy là cái việc mà chiến đấu chắc mình phải đợi một lúc khác thôi, chứ về sức mạnh là mình thấy không bằng rồi đó. Thôi, mình yếu thì mình chấp nhận mình yếu thôi. Không có cản được. Đúng là yếu thì đừng có nên ra gió ha. Mình có một cái cục đá lửa đây, chắc mình sẽ làm một cái hộp quẹt đi. Rồi sau đó mình sẽ xây một cái cánh cổng địa ngục ha. Lấy ra 10 cục hắc diễm thạch. Hôm qua có mới tìm được, mới đào được. Và mình sẽ xây cái cánh cổng địa ngục này ở xa nhà mình một xíu. Hôm nay thì mình sẽ thử xuống địa ngục để coi những cái con quái dưới mình có thể hấp thụ được những kỹ năng nào tốt hay không. Mình sẽ đặt cánh cổng địa ngục ở sát cái mé sông luôn nè. Đặt ngay đây đi. Rồi, ui, thiếu đất rồi. Mình lấy thêm 2 cục đất mình chiêm vô cái đó. Đó, thêm 2 cục đất ở đây. Rồi, chuyến này đi là cũng có thể lành ít dữ nhiều đó nha. Ở trên mặt đất thì lâu lâu mình còn gặp quái khủng đó, huống hồ chi là dưới địa ngục còn có thêm những cái tên bích linh ưa cà khịa nữa. Hy vọng là mình sẽ có nhiều may mắn khi mà đi khám phá ở dưới địa ngục. Còn bây giờ thì bước qua bên đó thôi. Không biết là mình sẽ xuất hiện ở cái chỗ nào đây ta. A few moments later. Chuyện lạ nhé. Lần đầu mình xây cổng địa ngục mà mình không vào được á. Hay là bị lắc ta? Vô lý ghê á. Rồi luôn, kế hoạch thất bại rồi. Đổi sang kế hoạch B thôi. Không ổn rồi, nếu mà không có khám phá địa ngục được chắc mình phải trở lại cái vùng băng quá. Cái vùng băng mà hôm qua mình khám phá đấy. Lấy thêm táo rồi, để xí có gì mình ăn nữa. Rồi, đi thôi.
bể kế hoạch luôn. Mình dự tính là hôm nay sẽ xuống địa ngục đó. Nhưng mà đúng là mình tính không bằng ha. Game tính rồi, game không cho mình qua rồi, thì thôi mình đi trở lại cái vùng băng mình khám phá cũng được. Ở bên cái vùng băng lúc mà mình mới qua đây á, thì mình có phát hiện một cái lều tuyết đằng kia kìa. Thường thường thì ở phía dưới á, là sẽ có một cái bác dân làng không bị gì nè, và một cái con zombie dân làng ha. Mình sẽ thử qua bên đó để chữa thương coi. Hoặc mình sẽ không chữa thương mà mình lụm luôn trái táo, mình đem đi để dành ăn luôn á. Con nhỏ. Con nhỏ này cho nó hơi thở tê liệt. Rồi tiễn nó đi liền. Kiếm mới của mình tới 11.5 sức tấn công ấy. Mấy con này láo nháo là mình tiễn nó đi. Ôi, bây giờ mình mới phát hiện cái con xương ở vùng băng đầu tiên nè, và một con Enderman. Để một xíu mình qua đợi bển mình tiêu diệt con Enderman đó sao. Ồ, cái lều tuyết này không có cái đường hầm bí mật rồi. Mình lại đoán sai rồi, cái chỗ này không có cái đường hầm bí mật rồi ha. Rồi mình sẽ nó mất tiêu Enderman rồi. Ui, con này bắn ghê. À, người dám bắn làm chậm, cho người tê liệt luôn. Rồi, và khi mình tiêu diệt nó, mình không có hấp thụ thêm kỹ năng mới ha. Hơi đáng tiếc. Để bây giờ mình thử tìm một cái con Enderman mình tiêu diệt coi mình có hấp thụ được kỹ năng gì từ nó hay không. Tại vì từ đầu tới giờ mình chưa có tiêu diệt được bất kỳ con Enderman nào hết. Mình muốn tiêu diệt thử một con cho biết mới được. Ban đêm ở cái vùng băng này cũng dễ gặp Enderman lắm. Kìa, mới nói nó bên kia. Đây rồi. Hôm nay mình tới công chuyện với cái con Enderman luôn. Rồi qua đây, mình cà khịa nó luôn mà, mình nhìn vô mặt nó luôn. Ngay cái con Enderman này nó ghét ai nhìn vô mặt nó lắm. Đó, mình khắc chế nó bằng cách mình cho nó hít hơi thở tê liệt nè. Dĩ. Chạy đi cưng, chạy đi. Sao chạy? Ui dồi, giật hả? Mình cứ ngỡ tiêu diệt nó mà sẽ hấp thụ được một kỹ năng mới. Nhưng mà thất bại rồi. Nó không cho mình thêm kỹ năng mới ha. Đáng tiếc thiệt chứ. Đằng xa xa thì có một cái ngôi làng nữa kìa. Ôi gấu nữa. Gấu bắc cực. Mình muốn farm thử quá. Thôi để một xíu, dù mình gặp một đàn gấu khác thì mình sẽ tính sao ha. Giờ có một con gấu mà mình tiêu diệt nữa thì độc ác quá. Rồi, qua đây, qua làng thì sẽ có thể là gặp được nhà bác họ rèn á. Từ đầu tới giờ mình gặp được vài ngôi làng rồi, nhưng mà chỉ gặp đúng một cái nhà bác họ rèn thôi. Không biết ngôi làng này có bác họ rèn không ta? Hỏi thăm sức khỏe bác ấy mới được. Có ngọc lục bảo mà để tầm bậy tầm bạ ở đây làm chi. Mất tiêu luôn. Vừa con vô bay. Định vô làng làm gì? Ban đêm ban hôm người ta ngủ mà đi gình gình là sao? Đấy, mình sẽ lấy lệ phí cho mấy bác này là vài cục gỗ với vài cục ngọc lục bảo ha. Cứ mỗi đêm mình lại mình bảo kê mấy bác ấy thì mấy bác ấy sẽ trả giá mới được. Hình như trên đây có dân làng mini hay sao nè. Con nít không đi ngủ đi trời. Con nít mà thức đêm ghét khổng lớn luôn nè. Vùng chuột. Chạy đi. Bằng đêm bằng hôm đi lòng nhông ở đây. Zombie nó cắn bây giờ. Không biết sợ là gì á. Ngôi làng này cũng không có nhà bác hơi ràng rồi. Tính ra mình cũng khá là nhỏ chứ. Ủa mà bây giờ mình vẫn thắc mắc là tại sao mình không có được đi xuống địa ngục ta. Kỳ thiệt. Ảo thiệt chứ. Ảo ma Coca-Cola ghê. Thôi, tiếp tục đi qua bên đây thôi. Lỡ rồi, ống lao thì theo lao một xíu ha. Mà những con thỏ này sao mình thấy nó có mấy cái sọc sọc ngộ vậy. One Hornet Rabbit. Bây giờ mình mới để ý. Những bé thỏ này có sừng nè. One Hornet là thỏ một sừng. Mình thử tiêu diệt bé thỏ này coi. Nhưng cũng không cho mình hấp thụ kỹ năng mới luôn. Nó hèn gì mình thấy thỏ này khá là lạ so với những cái con thỏ bình thường ha. Còn mấy con này không cà khịa nó đâu, tốn thời gian lắm, hư kiếm nữa.
đi tìm công trình thôi. Công trình thì mình chưa thấy, nhưng mà mình thấy hình như đó là một con khủng long kìa. What the heck? Mình sẽ tấn công từ xa nó bằng kỹ năng server của mình. Mình còn bao nhiêu ma lực? 11.800 ma lực. Dư sức cà khỉa nó luôn. Nó 75 máu thôi. Tiếp tục cà khỉa. Rồi. Đâu nhất thiết phải đánh giáp lá cà đâu. Ôi. Trời đất ơi, trượt chân à. Nhảy hút một phát lọt dưới là nó cắn chết liền. Cái này nó để nó là con Rave Lisa. Ủa con này là con thằng lằn hả? Thằng lằn gì nhìn giống khủng long vậy? Thằng lằn sỏi. Trời ơi, cũng để cho nó ký đầu một cái nữa. Bởi vì hấp tấp giống như mình là có ngày. Và mình cứ tưởng mình sẽ được một cái gì đó xịn sò tụi nó lắm chứ. Nhưng không, nó chỉ cho mình một cục sỏi thôi à. Bởi vì đừng có đặt hy vọng quá nhiều vào một cái con gì đó, để rồi lại thất vọng tràn trề. Mình có đem xương không? Mình không có xương. Tiếc quá. Ở đây có một bé sói nè. Bởi chi mình có đem theo xương thì ngon. Mình sẽ thu phục bé sói đó. Ê, hay là hồi nãy tại mình dùng kỹ năng nên mình không có hấp thụ được ta. Ủa, nhiều khi là mình dùng kỹ năng server nên mình không hấp thụ được cái sức mạnh từ nó. Để một xíu mình có gặp nó lại, mình sẽ thử dùng kiếm mình kết thúc nó coi coi mình có hấp thụ được hay không nha. Chứ nhiều khi mình dùng kỹ năng á, nó không có tính á. Ui, Enderman mạnh vậy. Mạnh vậy. Cái này là cái dùng gỗ vân sam bự rồi. Trong này tính ra cũng nguy hiểm lắm á. Cây cối không à. Dễ có mấy con quái nó núp lùm lắm. Nhất là mấy con Reaper á, nó chiên cha núp núp để nó đi sau lưng nổ lén mình. Và trong cánh rừng này thì cũng rất là nhiều chó sói nữa ha. Mình thật. Sao có bác dân làng zombie dân làng cầm kiếm ở đây nữa vậy? Rồi luôn, chắc giống như là mấy đứa nhóc trong làng hồi nãy vậy đó. Đi lông nhông ban đêm rồi bị zombie cắn chứ đâu. Thiệt cái tình. Đây rồi, cuối cùng thì mình cũng gặp thêm được một cái con thằng lằn rồi. Mình sẽ đợi để cho nó áp sát lại một xíu để mình dùng hơi thở tê liệt coi. Tới chưa vậy? Tê liệt chưa? Ủa sao mình sợ nó cạp mình. Cái đầu nó đưa trước mặt mình kìa. Ủa bây giờ mà nó cạp mình cái chắc chắc đi luôn á. Ui dân. Tê liệt tiếp. Rồi. Tê liệt lần nữa. Cái nữa. Ui chưa. Cẩn thận. Một cái nữa. Lần này mình dùng kiếm của mình tự tay mình đánh luôn, nhưng mà vẫn không hấp thụ được kỹ năng mới ha. Chắc là con đó nó không cho mình kỹ năng mới rồi. Ok. Vậy cũng coi như mình biết thêm một cái thông tin mới đi. Ở đây là cái khe nước hay cái gì vậy ta? Mình thấy nó bự. Khe nước đúng không? Đúng, nhưng mà khe nước này thì không có kim cương ở dưới. Tưởng đâu có kim cương là mình lặn xuống dưới liền, tới công chuyện liền á chứ. Và cái hồ này có vẻ yên bình á, không có những cái con cá mập kiếm kìa. Chúng tôi nói xiên mình thì mệt lắm. Coi khúc này còn con gì nữa không ta. Mình không biết là mình có nên trở lại cái vùng sa mạc không nữa. Tại vì lần trước mình ở vùng sa mạc mình thấy có quá trời những cái con quái luôn á. Lần kia là sao giống cái cột bùm vậy ta? Phải cột bùm không vậy? Mình gắn kỹ năng bắn tơ nhện. Lộn tìm. Gắn kỹ năng bắn tơ nhện cho mình đu qua một bển coi. Bữa nay không làm người nhện là hơi ngứa ngáy tay chân rồi đó. Đu qua đây. Đu qua đây tiếp. Đấy. Tiết kiệm được rất là nhiều ha. Bắn hộp. Rồi. Phải là cột bùm không? Chính xác luôn. Hôm nay chắc lại có thêm một cái kho báu mới rồi. Hấp dẫn quá đi. Tại vì tìm kho báu này rất là dễ có được kim cương luôn á.
Ui, mở rương có kim cương luôn nè. Đã nha, đã nha. Rồi, hốc bạc, hốc bạc. Xuống dưới lấy thêm cái bản đồ nữa là đẹp nè. Xếp đáng ngờ. Ok, cũng được, cũng được. Rồi, chính xác luôn. Bản đồ kho báu trong vui. Mình coi coi bản đồ này gần mình hay không. Bản đồ này cũng khá là gần mình đấy. Lên thuyền ngồi kiểm tra coi. Đi về hướng bên đây một xíu, coi coi nó có lót bản đồ ra chưa. Đúng hướng không? Quan trọng là mình đi đúng hướng hay không hả? Ui, lại gặp vùng băng rồi kìa. Những tảng băng trôi á, cái đó là vùng những tảng băng trôi. Rồi, bây giờ là bắt đầu đúng hướng rồi đó. Bản đồ nó mở ra từ từ rồi. Mình nghĩ kho báu nó nằm đâu khoảng hướng bên đó đó. Để coi coi mình đoán có chính xác hay không nha. Rồi, quẹo qua thử. Thường thường thì trên những cái vùng băng trôi giống như vậy á, rất là dễ gặp những cái gia đình gấu á. Mà thường thường là gấu mẹ đi với gấu con nên sẽ rất là hung dữ á. Nên dù mình gặp thì mình cũng nhìn từ xa thôi, chứ lại gần là gấu cắn mình chết á. Gấu hung lắm. Rồi, qua đây. Chính xác, chính xác. Để bây giờ mình sẽ thử áp dụng cách tìm kho báu mới nha. Mình sẽ bật F3 lên. Mình coi cái phần chân nó nằm ở đâu ta. Phần chân. Một chỗ tới chính đây nè. Chính. Chính là ngay đây. Rồi sau đó mình sẽ đào thẳng xuống. Cái này thì một số bạn comment gợi ý cho mình á, cách để tìm kho báu nhanh hơn. Ui đúng thiệt nè. Wow, mấy bạn fan mình giỏi quá. Chỉ cách tìm kho báu một phát một ca luôn. Đỉnh 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 nha. Cái này mình mới biết luôn á. Mình mới học được một cái mẹo tìm kho báu mới rồi. Vậy là từ rày về sau mình có thể tìm kho báu một cách dễ dàng hơn và đỡ tốn thời gian hơn rồi. Quá là đã luôn. Ui. Rồi cái con cá kia nó đang ăn hiếp những cái con mực kia. Mình muốn trả thù cho những bé mực đằng kia quá. Hôm nay mình phải ra tay nghĩa hiệp thôi. Nhịn nhá, lâu lắm rồi. Hôm nay mình phải ra tay. Không thôi sẽ có lúc nó sẽ xiên em gấu á. Tê liệt nó nè, tê liệt nó nè. Ui nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ui nó đâu rồi. Ui nó đây. Tê liệt nó. À mỗi lần mình tê liệt là nó sẽ bị chìm xuống. Ồ. Tê liệt ngươi tiếp nè. Cho ngươi chết chìm luôn. Ủa mà quên nó là cá mà sao chết chìm được. Dám ăn hiếp mực hả. Mình là các tên của mọi con quái. Bốc phét đấy. Tại có kỹ năng tê liệt nên cài kĩa thôi chứ cắt tin cái gì. Ăn ảnh sắp mặt từ mấy bữa nay nè. Ở đây có một bé gấu cô đơn vậy ta. Chắc mình phải tìm bạn cho gấu thôi. Mình đi vòng vòng này coi coi có gấu nào khác không. Mình dẫn lên cái chỗ đó sống chung. Tội nghiệp em. Ở con mình nè. Ui, ui nó nữa kìa, nó nữa kìa. Đố anh chích được em. Đố anh chích được em. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Ui, làm gì ghê, làm gì ghê. Trời trời trời. Ui. Ghê vậy. Hinata qua bên kia một trong một giây thôi. Vẹo vẹt bên kia. Sau đó dùng kiểu kỹ năng đó là sấm sét đen để tiêu diệt cái thanh niên kia rồi. Trời 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 ơi, nữ nhi gì mà ghê vậy. Mình bắt đầu mình thấy sợ sợ đó nha. Thôi thôi thôi, té té trước. Đừng nói dịch chuyển qua đây làm mình một cái nữa đi. Bình tĩnh chị ơi. Chuyện đâu cũng có đó chị ơi. Em là em sợ chị rồi đó. Chị đừng có ăn hiếp em nha. Để mình lũi vô cánh cổng địa ngục lại coi. Coi có được không ta, sao kỳ nhờ. Ủa là sao? Có kìa. Không trong hay. Ủa mình sẽ đúng cổng à. Bò. Anh nhờ em chân này. Đừng đừng đừng. Đừng sợ, đừng sợ. Không gì hết. Anh thương anh mới dẫn vô đây. Đừng đừng. Bây giờ hay vô cổng hay là vô nồi. Đấy. Hợp tác rồi đấy. Vô. Đi, đừng có ngại. Chắc mình dùng vũ lực quá. Ngại cái gì. Đi vô trong. Đi vô trong. Đi vô trong. Người ta nói chuyện đàng hoàng không chịu muốn dùng vũ lực à. Đi
đi vô trong. Lì, đúng là lì như bò. Anh nhờ một xíu coi. Đi vô trong đi. Nóng nha. Thiệt luôn á, mình không có vô được trong cái cánh cổng rồi. Không hiểu lý do tại sao nữa. Lạ ghê ta. Lần đầu tiên mà mình xây cánh cổng nhưng mà mình không thể chui vô được luôn. Thôi chắc nay đổi hướng thôi, đi khám phá ở trên cao nguyên thôi. Hình như mình chưa khám phá trên vùng này nè. Để đi khám phá thử. Mình đã thấy được một cái kim tự tháp và một vùng sa mạc rồi. Được thiệt sự, được thiệt sự. Bắn tờ xuống dưới đi. Đi khám phá kim tự tháp thôi. Đằng kia một còn một cánh cổng nữa cơ. Ok luôn, hôm nay không khám phá cánh cổng địa ngục thì khám phá cánh cổng đỏ đỏ đằng kia. Cũng là cánh cổng mà. Rồi đi thế nào. Sao mà bắn tờ nhện hụt lắc không vậy ta. Bắn tờ trúng coi nào. Ui nó còn có những con gắn nữa. À nó định ăn thịt tỏ. Ai cho ăn thịt tỏ. Ui nó phun cái gì á. Ui nó phun độc. Oh no. Ui độc mạnh quá. Không ổn rồi. Ui cái độc. Chất độc của nó ghê quá. Không biết có chết không nữa. Chết queo luôn. Ồn đố ha, phun độc người ta xong rồi chạy mất tiêu rồi. Lúc mình quay lại không thấy nó đâu hết. Người liệu hồn đó. Bữa sau ta xin cái lưỡi của người luôn. Cái lưỡi đó nó phun độc vô mặt mình. Chất độc nó khác so với chất độc của bà phù thủy ha. Độc bà phù thủy chỉ còn một máu thôi. Còn độc này là mình ra đi chân đảnh tót luôn. Cây thiệt sự. Rồi mình sẽ đi xuống dưới kim tự tháp để mình kiểm tra thử coi dưới kim tự tháp sẽ có những món đồ gì. Hai lò chăn đốt. Tưởng đâu sửa chữa chứ. Ui được một viên kim cương này. Ngon. Giáp người sắt làm luôn đi. Một trái táo vàng. Bảo vệ khỏi sát thương kia rơi. Cái này thì hơi vô dụng đối với mình á. Tại vì mình là rớt không có mất máu rồi. Ủa, tính ra cái này nó còn không xịn lắm. Ở dưới này nó còn mấy trái bơm á. Để mình xuống dưới mình lụm nốt mấy trái bơm luôn ha. Xong. Và mình nghe tiếng phía sau cái rương này là một cái hang hay sao á. Mình nghe tiếng dơi với cả zombie nó rên bên sau này nè. Mình qua mình kiểm tra thử coi. Hy vọng là mình nghe đúng. Đâu bên đây nè. Đó. Chính xác. Nè con này rên nãy giờ. Người ta khám phá mà rên ồn quá. Ăn đòn liền. Để mình coi. Hình như cái này hang nó hơi thấp hay sao á. Đi sâu xuống dưới nữa thì may ra còn có cơ hội tìm được kim cương. Với lại những cái quặng Magic Orc ha. Không. Hey. Hình như cái này là hóa thạch đúng không? Nè ở đây có những cái khúc xương nè. Tính ra cái hóa thạch này nó cũng bự lắm á. Nè. Khá là to ha. Nhưng mà mình kiểm tra ở dưới này thì nó không có cái rương nè. Mình cứ tưởng cái này giống như hóa thạch của những con quái vật cổ đại thì nó sẽ ưa có rương á. Nhưng mà không. Này thì nó chỉ có hóa thạch thôi. Lâu lâu mình đào bể tầm bậy tầm bạ nè. Mình trả lại cho nó đi. Chứ thôi gì. Tối về cái nó đòi mình nữa. Mệt lắm. Thôi mình té đây. Chỗ này tính ra cũng không có gì đặc biệt ha. Trở lên trên để em tiếp tục khám phá thôi nào. Khi lên trên thì mình gặp thêm một cái thanh niên Orc nè. Nhưng mà Orc này thì không có đánh mình ha. Nên mình sẽ đặt tên cho Orc. À, mình sẽ đặt tên là Orc. Tên Orc luôn. Ripper. Đi ra chỗ khác Ripper. Đi ra đi nhóc. Thích kiếm chuyện hả? Thích kiếm chuyện hả? Rồi. Như mình đặt tên thất bại rồi. Mình sẽ đặt tên lại là Orc ha. Orc. Ui con này đi ra. Đặt tên mà cũng không yên nữa. Nè Orc. Đó mình đã đặt tên thành công rồi. Đợi một xíu cho Orc về đội của mình. Và có một chút thay đổi nè. Coi bụng có bự hơn không. À không. Bây giờ thì Orc có cầm kiếm không? Hình như Orc chỉ cầm được kiếm sắt, kiếm kim cương, kiếm đá, kiếm gỗ thôi ha. Chứ không có cầm được những thanh kiếm mà mình chế tạo như vậy. Khá là tiếc luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ dẫn Ngọt đi khám phá chung với mình lên trên cái chỗ cánh cổng kia. Ui, lại gặp cái tên Hinata nữa kìa. Ở đâu vậy? Bây giờ mình bắt đầu mình sợ cái tên đó rồi đó. Tại vì mình quýnh không lại. Mà thường thường chỗ nguy hiểm nhất thì mình không nên vô trước đâu. Ngọt, đi trước đi cưng. Giặt thí nghiệm trước. Đi. Đi chưa? Vô đi cưng, cho nghỉ về. Ủa? Ôi, mình vô luôn đi, mệt quá. What the heck? Ui, cái đâu vậy? Ui, đằng kia có cánh cổng vậy kìa. Ui, ghê hả? Ủa, cái này là địa ngục á hả? Đúng không vậy? Đừng nói cái này là địa ngục nha. Ai, ôi. Ui, hình như cái này là địa ngục nè. Nó có những cái cục đá ba gian nè. Ra là vậy. Trời ơi, thì ra đây là cánh cổng địa ngục. Thôi, ta đặt cái tấm bảng ta đặt ở trước là cánh cổng địa ngục nè. Vậy dễ biết không? Làm tới bây giờ mình mới dám đi vô. Thôi không sao, xuống được địa ngục là cũng mừng rồi. Ừ, đầu tiên thì chắc mình sẽ tiêu diệt thử những cái con kem dung nham. Là con đầu tiên mình gặp nè. Coi coi mình có hấp thụ được kỹ năng gì không. Ui ui, chặt nó. Tiêu diệt thử. Hình như tiêu diệt kem dung nham thì mình không hấp thụ được kỹ năng mới rồi. Khá là đáng tiếc ha. Bây giờ thì mình nhảy nhót thoải mái luôn, không có sợ bị té gãy chân nữa. Khúc này thì hơi nguy hiểm, để mình bắn tơ nhện mình đi cho nó an toàn. À, có tơ nhện cũng tiện quá chứ. Ủa sao chứ địa ngục mà lại có. What? Thật hay đùa vậy? Địa ngục kết hợp với thế giới kết thúc nè. Có đá kết thúc này. Ui, ảo ma Shizuka thiệt. Lần đầu mình thấy trường hợp này nha. Lạ thiệt, chuyện lạ có thiệt ở đây. Để mình coi đi, hồi mình có gặp con tàu kết thúc hay không. Gặp nữa là mình xỉu ngang luôn á. Lộn rồi. Đi tiếp. Cái này có vẻ khá là mới đối với mình nè. Mặc dù mình đã tích cực đi tìm nhưng mà mình cũng không có gặp công trình nào ở bên kia ha. Chắc là hôm nay mình hơi đen thôi. Nhưng mà nói tóm lại thì mình đã biết được là cánh cổng kia là cánh cổng dẫn tới một cái thế giới nó kết hợp giữa địa ngục và kết thúc. Đồng thời trong ngày hôm nay thì mình cũng đã chế tạo lại thành công thanh kiếm Crimson Lotus mà hôm qua mình chế tạo thất bại rồi. Mong rằng mình sẽ sớm có thêm Magic Orb để mình làm những bộ giáp nữa. Chứ mình yếu quá. Nữ nhi, cái nữ kiếm sĩ đằng, nữ hiệp sĩ đằng sau á, đánh mình một cái là chết thôi. Nhục quá trời quá đất luôn. Thôi, mong rằng mình sẽ sớm đạt được những gì mà mình mong muốn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.